Xin chào cả nhà, tiếp tục cái chuỗi series những địa điểm du lịch tại Yokohama. Thì địa điểm đến ngày hôm nay của mình đó chính là phố người Hoa tại Yokohama nha. Hôm nay thì mời cả nhà mình cùng vào đây tham quan khám phá với Út xem là có những gì nha. Thì tất nhiên đó, ở đây thì người ta sẽ buôn bán kinh doanh những mặt hàng chuyên về bên của người Hoa, giống như là đồ ăn nè, trang phục cũng như là quà lưu niệm. Thì mời cả nhà cùng vào khám phá với Út nha. Let's go. Vừa mình đi theo cái con đường này á, thì mình vào là mình sẽ thấy được cái tiệm là bán sườn xám của người Trung Hoa rồi. Và những cái món ăn đặc trưng giống như là kẹo hồ lô rồi nè cả nhà. Đó. Bây giờ mình trước tiên là mình sẽ đi tham quan trước và sau đó là mình sẽ ăn những cái món ăn ở đây ha. Rất là nhiều cửa hàng bán kẹo hồ lô như thế này luôn, và người ta sẽ làm bằng nho nè, dâu nè, và có những chỗ thì người ta sẽ làm bằng táo nữa. Ở đây người ta có xem chỉ tay nữa nè cả nhà. Những món ăn đặc trưng ha. Nhìn ngon quá à, hấp dẫn quá. Tabe hô đài. À, tabe hô đài. Ở đây cái quán này là mình đi sửa ăn là 78 món với giá là 2 sen, mốt 78 yên. 120 món thì có giá là 2 sen 728 yên, và 143 món là 3 sen 278 yên. Cái tà bê hô đài này á, ở Nhật thì người ta bình thường người ta sẽ tính theo giờ, và ở đây thì họ tính theo món. Thì nhiều món như vậy thì mình sẽ ăn, có nghĩa là mỗi một món người ta sẽ đem cho mình một xíu thôi, mình ăn giống như là ăn lấy vị vậy đó. Mình vừa đi được một khúc thì mình thấy ở đây người ta xem bói rất là nhiều luôn. Đây là một trong những cái địa điểm đặc trưng của cái phố người Hoa nè, rất là đẹp ha. Wow, có những món ăn cũng giống giống như người Việt mình ha. Có thịt kho tàu ăn với cải chua nè. Hấp dẫn quá. Quá là nhiều đồ ăn. Cửa hàng thực phẩm. Có bán những cái đồ nấu ăn nè cả nhà, những cái sửng để hấp đồ như thế này, chảo. Đi trong hẻm nhỏ thì nhiều đồ ăn hơn nè. Trước tiên thì mình sẽ đi tham quan trước và sau đó là mình sẽ đi thưởng thức bánh. Trời, nhìn cái nào cũng ngon hết à.
Quá nhiều món ăn ngon luôn cả nhà ơi. Mình có thể thấy đặc trưng của người Hoa là họ những bán những cái há cảo ở trong cái sửng như thế này ha. Hồi nãy giờ mình đi quán nào cũng có hết, và giống như là những cái bánh như đây, bánh như là bánh ú của mình vậy á. Lại tiếp tục là xem chỉ tay. Ở đây rất là nhiều cửa hàng xem chỉ tay như thế luôn, nhưng mà mình không biết tiếng ha. Phải mình biết thì mình cũng vào xem một quẻ đầu năm. Những bức tranh rất là đẹp. Và ở đây người ta có bán những cái set tồ như thế này, 6 món sẽ là 990 yên. Nhưng những món này là những món này đặc trưng của Nhật rồi, không phải là của người Hoa rồi. Trong phố Tàu này thì chủ yếu vẫn là đồ ăn cả nhà. Những món thì có thể lặp đi lặp lại, bởi vì là mỗi một quán thì sẽ có một làm một cái vị, nó cái khẩu vị của mỗi người ăn thì cảm nhận nó sẽ khác nhau. Mặc dù là món là lặp lại rất là nhiều, nhưng mà chắc mình nghĩ là mỗi một người nấu thì sẽ có một cách nấu khác nhau đó. Ôi hấp dẫn quá. Những cái mà người ta để ở trong cái lồng kính thế này là những cái mô hình, nhưng mà nhìn rất là thật luôn. Và mình vào á, mình gọi món thì là những món nó sẽ ra giống y như cái mô hình luôn, không có khác nè. Ở đây có trà sữa nè. Cũng ngon hết à. Đó, khi mình đi qua tới đây thì ở đây bên này cũng có một cái con đường nữa nè. Ở trong này rất là rộng luôn á cả nhà. Có rất là nhiều cái con đường, cho nên mình đi là mình nhớ khám phá hết nha. Đây ở trong bánh ú thì sẽ có như thế này. Ở đây người ta có bán vịt theo một phần nhỏ là 400 yên một phần. Wow. Bình thường mà những quán người ta để nhiều món ăn như thế này thì đa phần là người ta sẽ bán những cái gọi là tạp bê hô đài, giống như lúc nãy mình có nói là người ta sẽ phân là bao nhiêu món và bao nhiêu món thì giá tiền sẽ khác nhau.
có những chỗ thì bán là từ 100 món trở lên, và có những chỗ thì họ sẽ bán là khoảng chừng 70 món trở lên, thì tùy theo sức ăn của mình ha. Tất nhiên là mỗi một món người ta chỉ làm có tí xíu thôi cho mình ăn lấy vị á. Những cửa hàng bán quà lưu niệm ở đây này. Ở đây sẽ có là Nồ mi hậu đài, cái nào quán này là quán mình uống uống bia uống rượu ở đây 2 tiếng đồng hồ thì nó sẽ có giá là tính thuế luôn là 1 sen. Và ở dưới này là đồ ăn thì để tính giá khác. Có nghĩa là mình vào đó mình uống thoải mái nhưng mà mình sẽ kiểu như là đồ ăn thì phải gọi riêng. Có những món ăn rất là dễ thương. Trời lạnh đó, cái nhà mình ăn bánh bao, mình rất là thích ăn bánh bao luôn. Và xíu nữa sẽ quay lại. Ôi, thích quá. Nhìn thấy ông thần tài bên đó rồi kìa cả nhà. Trong cái phố tàu Yokohama này thì có khoảng 500 đến 600 cửa hàng, và những cái món ăn của Trung Quốc thì giống như là ẩm thực Quảng Đông nè, Bắc Kinh nè, Thượng Hải và bánh Tứ Xuyên, thì những cái món ăn nổi tiếng giống như là bánh bao hấp nè, há cảo và vịt quay Bắc Kinh, thì cả nhà mình có thể thấy là những món đó lặp đi lặp lại rất là nhiều.
Ngoài ra thì nó có các cái con ngõ và nó có ghi giống như là ghi đường Thượng Hải nè, đường Trung Sơn và đường Phúc Kiến. Cả nhà mình ai mà biết tiếng Trung á, hoặc là mình không biết thì mình có thể mình biết tiếng Nhật nhưng mình nhìn kanji mình cũng thể thấy được, hoặc là mình có thể dịch Google ra thì mình thấy là có những con đường nó sẽ ghi chuyên về những cái món ăn của Thượng Hải, Trung Sơn và Phúc Kiến, và những cái ẩm thực của những cái nơi nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Như hồi nãy mình có nói là Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải và Tứ Xuyên, nhờ vào sự kết hợp của nhiều quán ăn và nhiều món ăn đa dạng khác nhau thì cái phố tàu Yokohama được mệnh danh là phố tàu lớn nhất Nhật Bản. Ngoài ra trong phố tàu này thì có những cái ngôi chùa giống như là chùa Gunte và chùa Mazu, thì vào clip sau mình sẽ quay hai ngôi chùa đó cho cả nhà mình cùng xem nha. Cũng như là mình sẽ làm riêng một clip là mình đã ăn vặt ở trong phố tàu này và mình đã ăn những gì, thì mời cả nhà mình cùng đón xem những phần tiếp theo nha. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Yes.